Một cơ hội tuyệt vời để sở hữu những căn nhà đang giảm giá sâu. Ở video hôm nay, Toàn sẽ giới thiệu với anh chị một căn nhà diện tích là ngang 5, dài 16,5, một trệt, 3 lầu. Căn nhà này được thiết kế theo kiến trúc là hiện đại. Và vị trí của bất động sản này tại đường Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè, cách quận 7 khoảng 2,5 km, trong một khu dân cư cao tầng đồng bộ. Và bây giờ Toàn xin mời anh chị di chuyển vào bên trong để mình xem căn nhà này có gì đặc biệt không nhé. Và Toàn đang đứng tại gara đậu xe hơi. Anh chị sẽ đậu được tất cả các dòng xe từ 5 chỗ, 7 chỗ và kể cả xe bán tải, một không gian rất là rộng rãi. Liền kề với gara đậu xe hơi sẽ là không gian phòng khách với diện tích rộng hơn 25m², đã được trang bị đầy đủ nội thất, bao gồm một bộ sofa, bức tường phía sau sofa trang trí cũng rất đẹp. Phía trên là có máy lạnh, treo tranh cũng rất là sang trọng. Điểm nhấn nổi bật tại không gian phòng khách sẽ là một chiếc đèn chùm, và đối diện bộ sofa sẽ là kệ tivi kết hợp với kệ trang trí. Ngăn cách giữa không gian phòng khách và khu vực bếp sẽ là một cái kệ trang trí. Anh chị có thể trưng bày những vật phẩm phong thủy tại khu vực này rất là tuyệt vời. Và khu vực bếp với diện tích rộng hơn 25m², bếp được đóng full trần với đầy đủ tất cả các công năng sử dụng ở bên trong, được trang bị rất nhiều thiết bị bếp thông minh. Và đối diện bếp sẽ là khu vực đặt bàn ăn gồm 6 ghế ngồi rộng rãi. Và sau cùng của căn nhà sẽ là một cái khoảng sân sau làm giếng trời lấy gió và lấy ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài vào. Tại đây sẽ có một cái vệ sinh. Và bây giờ Toàn xin mời anh chị di chuyển lên các tầng ở phía trên để mình xem phòng ngủ nhé. Thời điểm này là cuối năm 2023. Hiện tại trên kênh của Toàn đang có rất nhiều bất động sản, vị trí đẹp và giá rẻ. Anh chị đang có nhu cầu mua nhà tại quận 7 hoặc là mua nhà tại Nhà Bè thì liên hệ với Toàn theo số điện thoại mà Toàn có để trên video này nha. Và đây là phòng ngủ phía trước tại tầng 1 với diện tích rộng khoảng 30m², đã được trang bị đầy đủ nội thất, thiết kế rất là sang trọng. Khi mua căn nhà này, anh chị chỉ việc xách vali để đến ở, bởi vì căn nhà này đã được trang bị full nội thất. Và phía trước của phòng ngủ này sẽ có một khoảng ban công. Đây là một góc thư giãn vào buổi tối rất là tuyệt vời. Và bây giờ Toàn xin mời anh chị di chuyển sang phòng ngủ phía sau. Sảnh hành lang giữa tầng 1 và tầng 2 cũng được trang trí như thế này, rất là sang trọng. Và cửa phòng sẽ là cửa gỗ tự nhiên nguyên khối nha anh chị, có trang bị khóa vân tay. Và không gian phòng ngủ phía sau tại tầng 1 với diện tích rộng khoảng 25m² cũng đã được trang bị đầy đủ nội thất. Và bây giờ Toàn xin mời anh chị di chuyển lên tầng 2. Và phòng ngủ phía trước tại tầng 2, màu sắc của nội thất rất là ấn tượng. 4 phòng ngủ bên trong căn nhà này sẽ bố trí vệ sinh riêng biệt. Và điều đặc biệt, phòng ngủ này sẽ bố trí một bồn tắm nằm. Và bây giờ Toàn xin mời anh chị di chuyển sang phòng ngủ phía sau. Khi mua căn nhà này, anh chị chỉ việc xách vali là đến ở. Phòng ngủ phía sau tại tầng 2 cũng đã được trang bị full nội thất. Và bây giờ Toàn xin mời anh chị di chuyển lên tầng 3. Tầng 3 sẽ là khu vực phòng thờ, sân thượng và sân phơi. Sân thượng phía sau cũng đã được lắp đặt đầy đủ khung bảo vệ và trên có lợp mái. Giữa nhà sẽ là không gian phòng thờ rộng khoảng 20m², có một cái giếng trời trung tâm rất là thông thoáng. Phía trước là sân thượng vô cùng rộng rãi. Và bây giờ sẽ là thông tin quan trọng nhất của video ngày hôm nay. Diện tích căn nhà là ngang 5, dài 16,5m, một trệt, 3 lầu. Vị trí trong một khu dân cư đồng bộ thuộc đường Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè, cách quận 7 trong vòng bán kính là 2,5 km, khoảng 5 phút di chuyển tính từ cầu Phú Xuân nha anh chị. Và giá bán của căn nhà này đang giảm giá, hiện tại chỉ còn 7 tỷ 500 triệu, được trang bị full nội thất. Anh chị quan tâm đến căn nhà này thì liên hệ với Toàn theo số điện thoại 0907 657 687. Và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video về nhà đẹp. Những anh chị là chính chủ đang cần bán nhà tại quận 7 hoặc là bán nhà tại Nhà Bè thì kết nối với Toàn để ký gửi nha. Bây giờ Toàn xin phép được kết thúc video. Xin chào và hẹn gặp lại.